Bộ Y tế thông báo thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 là các bệnh số 58, 59 và 60 của Việt Nam. Cụ thể như sau. Ca bệnh số 58, bệnh nhân nữ 26 tuổi, địa chỉ tại phố Yên Thế, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào ngày 15 tháng 3. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã tổ chức sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với COVID-SARS-CoV-2. Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân số 59 là bệnh nhân nữ 30 tuổi, địa chỉ tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, là tiếp viên trên chuyến bay từ Vương quốc Anh về Việt Nam vào ngày 2 tháng 3. Ngày 15 tháng 3, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, hiện sức khỏe ổn định. Ca bệnh số 60, bệnh nhân nam 29 tuổi, quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài vào ngày 9 tháng 3. Bệnh nhân đã đi du lịch tại Hà Nội và Ninh Bình. Ngày 15 tháng 3, bệnh nhân được cách ly và có kết quả dương tính với COVID-19.